cảnh của mang. Đấy, rắn hổ mang đấy. Động tác cobra huyền thoại đấy. Đấy, bắt ok anh em nhá. Một buổi đi test máy bay trước khi bàn giao đến tay khách hàng của shop anh em nhá. Đây. 30 xải 80 của đây. Anh Trương Trường từ quê Thủy Nguyên Hải Phòng này. Đây. Phải ghi hết này, đánh dấu hết nhá. Số 1 này. Đây, đánh dấu hết. Đấy, trước khi nói video thì em sẽ phải nói tên khách hàng ở bên trong video để làm bằng chứng nhá. Không lại đâu ông nó cắm cả bà kia chết được chưa? Tất cả các pin của nó đây. Đấy, cho vào đây. Xiết nó lên. Chọn phát này, lấy bắt tay xiết. Okay. Chọn luôn. Tất cả các mẫu máy bay RC thì bên mình hoàn thiện xong là đều ra bay test thử cân chỉnh cho anh em hết nhá. Cân chỉnh cân bằng hết, anh em về chỉ việc sạc pin là bay thôi. Đấy. Xong rồi để trạng thái cân bằng. À chứ là con này chưa nhận. Ở trong video thì anh em test thì có nói rõ tên khách hàng từng mẫu. Từng mẫu và nói rõ tên khách hàng luôn. Anh em yên tâm là không có chuyện là quay một video và gửi cho nhiều khách đâu nhá. Ok. Máy cân bằng đầy đủ. Ok, bay nha. Đây nhá. Máy cân bằng đấy. Nó ra đi, làm nhanh quá. Nó ra này. Đấy. Ok. Em chim trước ổn định, em ngoáy vài vòng không xuống đi. Còn rất nhiều khách đang chờ. Đây là mẫu Su-30 sải 80 anh em nhé. Các mẫu sải to thì bay rất đầm, ổn định. Tuy nhiên cần không gian bay rộng. Ok chưa em? Test đầy đủ các chức năng. Bay cân ổn định, nhào lộn, sau đó hạ cánh. Ok, con này lên lên được. Su-30 của anh Hiếu ở Thủy Nguyên Hải Phòng. Okay, một em vào chuồng. Em tiếp theo. Hai 62. Tên tuổi nào? Của anh đâu rồi? Đây khiển. Đây ạ. Đấy. Quay em video của em luôn. Ừ, đang quay. Máy em chưa quay. Đọc tên đi em. Con này của anh gì ở trong Quảng Nam hay gì? Con này trong Quảng Nam gì? Chưa ghi tên, chết rồi. Anh Hiếu Quảng Nam, check điện thoại đi. Đây mở điện thoại. Mà con này đặt chí trùng à? Con này đặt màu ria bầu theo yêu cầu mà à? Lẫn làm sao được? Đấy. Con này thì là test Su-30 sải 62 của anh Chí Trung trong Quảng Nam nhá. Màu này màu độc quyền rồi, thế là không ai có thể không lẫn đi đâu được. Không lẫn đi đâu được. Đấy. Đấy về vẫn là nó vẫn nói như bình thường thôi. Hướng dẫn sơ qua anh em. Điều khiển này, anh bật lên cho em này. Được chưa? Mình cho tay ga về không. Đây công tắc mạch cân bằng có 3 nấc, mình gạt hết xuống cho em. Đây công tắc nhảy lái này, mình cứ gạt xuống, được chưa? Sau đó là cắm pin. Pin thì mình vẫn siết pin ở đây. Mình kịch xuống cho em, được chưa?
Đấy, kịch xuống và siết chặt. Đó, siết chặt chưa? Không có cắm pin này. Cắm pin xong thì để máy bay trạng thái cân bằng, chờ mạch nó nhận. Cái này phải làm nhanh nhé, chứ mà mình không đặt nhanh là nó không nhận đâu. Chờ cánh đuôi nó giật này. Chờ nó giật lên phát này. Ok, đó, ok chưa? Đấy. Đấy, mạch cân bằng nhận hết rồi. Đấy, em sẽ nói sơ qua hướng dẫn lái nhé. Đây là tay ga này. Đó. Chưa? Đây là bánh giẫm mặt đất này. Đó, đây là hướng dẫn lái ở bên này. Đó, mình kéo xuống này, mình kéo nhẹ xuống là máy bay bay lên. Mình đẩy lên là máy bay chúc đầu xuống. Đây là lái lượn trái phải. Trong lúc lái thì mình cứ giữ nhẹ trên bên này, kết hợp bổng. Nhả ra là máy bay tự động thẳng, hoặc là bên này kéo sức kết hợp bổng. Nhả ra là máy bay tự động thẳng, bởi vì nó có mạch cân bằng. Chung là muốn kẹo trái gặp phải anh em cứ gạt phải góc này, gạt phải góc này, gạt kéo đấy, rồi kéo, kéo nhá, gạt đấy, xong thả ra máy bay tự cân bằng. Nhả ra là tự thẳng. Ok, bay trên nha. Đấy luôn, con này tiếng nó rú ấy. Mạch cân bằng, cất cánh thẳng tắp. Đấy, anh em thấy không? Mấy mẫu sải nhỏ ấy, nó lao, nó cơ động, rất là cơ động. Tuy nhiên thì nhược điểm của nó là khi gặp gió to thì nó sẽ không được đầm bằng những mẫu to được. Mấy mẫu nhỏ lao và cơ động lắm. Cái việc nó ngoáy 360 vì nó lộn nhào nó cũng thao tác nhanh hơn rất nhiều. Anh em nào thích tốc độ và cơ động thì chọn sải nhỏ, sải 62 nhá. Còn anh em nào thích bay to và đầm ổn định thì kháng gió tốt thì chọn sải 80 nhá. Về mức độ dễ bay thì nó dễ bay như nhau. Ôi, mấy con nhỏ nó lao kinh không. Su chó điên. Ok, xong em su. Tiếp theo này đến em thú mỏ vịt đấy. Tên khách. Con này của anh Nguyễn Sơn ở Hải Dương. Đây. Đây, tiếp theo đến em Subaru thú mỏ vịt sải 62. Tin để đến luôn. Của anh Nguyễn Sơn Hiếu. Hiếu được sửa thôi. À. Nguyễn Sơn Hải Dương. Đấy, cảm ơn điều khiển anh trước nhé. Con nào của ai báo rõ tên anh em nhé. Không lo trục lầm mà không lo được quay một video gửi cho nhiều khách. Con này Nguyễn Sơn của anh Nguyễn Sơn Hải Dương nhé. Mình gạt công tắc xuống này. Được chưa? Công tắc nhẹ lái cũng gạt xuống. Gạt cái này xuống. Đó, xong rồi là cắm pin thôi. Pin thì để vị trí này. Cắm vào. Đó. Chờ mạch nó nhận. Phát là xong. 3, 2, 1, giật. Đó. Số 34 của anh Nguyễn Sơn ở Hải Dương nhá. Mấy con bé tiếng rất là to, lao lao như chó điên luôn ý. Mấy con sải nhỏ nó lao kinh lắm. Anh em đam mê tốc độ thì lấy mấy con sải 62 này. Và anh em nào là racing boy thì lấy con sải 62 và lắp cấu hình 4S. Nó lao hơn con chó điên luôn. Đấy. Đang bay test và cân chỉnh hết rồi anh em nha. Quá quá. Quá quá. Lá mắt tí rồi. Ok hết rồi thì hạ cánh thôi. Lá mắt quá. Đấy, tầm này mà mọi người cũng bảo là bay 8 đến 10 phút ít thế, lóa mắt thật sự luôn.
lóa mắt mỏi cổ. Nói chung là anh em cứ nghe đến 10 phút thì cảm giác, tại vì là anh em mới chơi nên cảm giác là nó ít, chứ thực sự anh em cứ trải nghiệm bay máy bay đi nhá. Bay máy bay cánh bằng ấy nó yêu cầu cái sự tập trung rất là cao, với lại lúc nào anh em cũng phải ngửa cổ lên ấy. Thế chỉ còn tầm 5 đến 6 phút rồi này anh em nó ngáo hết cổ rồi, nó muốn cho xuống rồi. Một chú nữa. Xong. Ok. Em cuối cùng này em xua 10 sải 80 của anh Văn ở Hà Nội. Đấy. Em này cũng hàng đặt riêng mũi cao su anh em nhá. Đấy. Tiện quảng cáo luôn là shop có in 3D mũi cao su nhá. Mũi như mũi con sải 80 này mấy chục thôi, có 5-60 thôi. Đấy, mềm bao đập cho anh em. Chưa nắp pin hay sao? Đó. Nó cứ như công thức bình thường thôi. Em check lại mày cân bằng xem. Cúi xuống. Cúi xuống. Ok. Ơi, chẳng bật đi. Anh em mới chơi nhá. Thì mấy cái hàng này bên mình đã set chế độ đúng rồi và ấn lock khóa lại rồi. Đấy, thì anh em đừng ấn linh tinh hoặc đừng để trẻ con ấn linh tinh vào cái hàng này nhá. Tại vì khi ấn hàng cái này thì nó sẽ bị đảo ngược lái, đảo ngược ga, đảo ngược các kênh ấy. Thì mình bay nó bị ngược đấy, là đập đấy. Không phải không ổn định mà là không bay được luôn đấy. Ok. Lên. Đấy. Mấy con sải 80 bay rất là cân và đầm nhé. Anh em xem nó cất cánh ấy, lên cứ thẳng tắp. Nó mặc dù trời đang gió nhá, lên nó vẫn cứ thẳng tắp. Đây này, thì công thả cả bộ điều khiển ra mà máy bay cứ bay thôi. Phải lái nhá. Anh em nhớ là bay trong tầm mắt nhá. Đấy. Bay xa không phân biệt được đuôi, không về được là mất đấy. Nhưng mà thi công tao ghi bay quá nhiều. Đấy, thằng này nó tét nút rồi nó ngáo cổ đấy. Máy đầy vòng rồi cho xuống đi em. Thế chính ra anh như này phải có một cái chương trình đi khám mắt cho phi công. Bay 5 con cùng lúc này toàn mọi hỏng hết nhau hết mắt đấy. Khám mắt với lại đi massage nhỉ. Mỗi buổi đi test về là phải phải một buổi massage. Rồi làm mấy pha cắt mặt này nhào lộn nó xuống thôi em. Cái này là được rắn hổ mang đấy. Ừ. Đấy, rắn hổ mang đấy. Động tác cobra huyền thoại đấy. Đấy. Rồi, hạ cánh đi. Con này chưa bắt tay đi. Ừ. Đấy. Con ok anh em nhá. Đấy. Xong đủ mấy mẫu cho khách. Đấy. Thì tất cả máy bay bên mình khách đặt hoàn thiện bên mình nhá, là bên mình đều ráp cân chỉnh và bay test hết cho anh em đầy đủ hết. Anh em về nhận hàng là chỉ việc sạc pin là bay thôi. Đấy. Trong video thì có nói rõ tên khách hàng của từng mẫu,
mẫu nào của ai và hướng dẫn sơ qua cho anh em cách điều khiển. Đấy. Ngoài ra thì bên mình cũng có gửi video hướng dẫn điều khiển chi tiết cho anh em. Đấy. Nên anh em không lo yên tâm đâu, máy bay có mạch cân bằng bay dễ lắm. Rồi ok, anh em có nhu cầu cần tư vấn hay mua máy bay thì liên hệ shop nhá. Chào tất cả anh em.